Hello các bạn mọi người, mình đã trở lại đây. Hôm nay với video này mình sẽ mang đến cho mọi người hai món mà dành riêng cho những người đạo ốc ai ai cũng chắc chắn sẽ thích, đó là nghêu hấp Thái. Và món kế tiếp đó mình sẽ giới thiệu nha. Đối với nghêu hấp Thái thì chúng ta sẽ mua nghêu về và làm sạch bằng cách là rửa qua 2-3 nước, tùy nơi các bạn mua như thế nào. Thì nghêu này mình mua ở đảo hải sản á, nó cũng sạch sẵn rồi nên giờ chỉ việc ngâm, rửa 2-3 nước xong rồi ngâm thôi. Mình sẽ ngâm nghêu với một chút ớt ha, tầm khoảng 30-45 phút cho nghêu nó nhả hết cát ra. Nhưng mà mình mua nghêu ở đảo hải sản á, mình thấy là không có cát nhiều lắm á, thậm chí là có những con không hề bị dính cát gì nhả ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bước để làm món nghêu hấp Thái này nha. Thì trước tiên chúng ta sẽ phi vàng tỏi nè, sả và ớt lên ha. Nhớ là khi mà để cho chả hơi nóng nóng á, chúng ta mới cho dầu vào, và sau đó chúng ta bỏ dần các nguyên liệu như trên hình vào nhé các bạn. Như trên video thì mình để cho chả hơi bị nóng quá nên mà khi mình bỏ tỏi với lại sả vào á thì nó hơi cháy, nhưng kệ thôi, không sao, càng thơm hơn. Thì sau khi mọi người đã xào qua, xào lại nhẹ cho vàng tỏi và sả rồi đó, thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 1 lít nước nha, để lát nữa chúng ta sẽ hấp nghêu trong cái nước này luôn. Nước sôi sôi chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng canh cà chua, tương cà chua đó, rồi 4 muỗng canh tương ớt nữa. Cái này là tùy vào các bạn gia giảm nha, theo mình thì mình cho như đó là vừa đủ với 1 lít nước. Các bạn vừa cho tương vào và khuấy đều nhé. Và bây giờ là tới bước rây lọc me. Thì me này mình đã lấy ra sẵn và cũng ngâm với một chút nước rồi. Bây giờ mình sẽ rây me để lấy cái độ chua đó cho món nghêu hấp Thái của chúng ta nào. Món nghêu hấp Thái này mình hoàn toàn tự làm từ những nguyên liệu góp nhặt lại vào, chứ không thì chúng ta cũng có thể sử dụng gói Aziquick lẩu Thái để có thể làm cái nước nghêu hấp Thái cũng được ha. Rồi sau khi rây me xong thì chúng ta lại gia giảm gia vị tiếp bằng 3 muỗng cà phê đường và 3 muỗng cà phê hạt nêm nhé. Ngoáy đều các gia vị lên và sau đó chúng ta sẽ cho nghêu vào cái phần nghêu mà hồi nãy chúng ta đã làm sạch đó các bạn. Rồi mình sử dụng cả nghêu thường lẫn nghêu xanh luôn. Thì chúng ta bỏ từ từ nghêu vào nha, không hơi nước nó bắn lên bỏng đó. Sau khi đã bỏ hết nghêu vào nồi xong thì chúng ta có thể để lên trên đó và tiếp sả và ướp rồi đậy nắp lại. Khoảng tầm 3-5 phút sau thì nghêu có thể là há miệng ra. Thì mình kiểm tra nếu mà nghêu há miệng ra rồi, tức là nghêu chín rồi, thì chúng ta có thể bắt bếp xuống là coi như xong món nghêu hấp Thái và thưởng thức được rồi ha. À mà cũng chưa xong đâu, đã là món nghêu hấp Thái thì chúng ta không thể nào quên được lá chanh nha mọi người. Ở đây thì 5 phút sau món nghêu hấp Thái của mình đã chín rồi nè. Bây giờ chỉ việc là chúng ta vò nát cái lá chanh đó rồi bỏ vào đó thôi. Nếu các bạn nếm thấy nước chưa vừa vị thì có thể là chúng ta nếm gia giảm gia vị lại nha, bằng cách là thêm tí hạt nêm hay một chút chiêu bột ngọt chẳng hạn nè. Còn muốn nó mặn mặn hơn một chút á, mà muốn vị đậm đà thì mình recommend, tức là khuyên các bạn nên xài một chút xíu nước mắm nha. Ốc hương rang muối. Đây là món kế tiếp mình muốn giới thiệu đến các bạn mọi người, đó là món ốc hương rang muối. Món này cũng tương tự như món ốc cà na rang muối mà ở vlog đầu tiên của mình đã từng làm ấy. Là trước tiên chúng ta sẽ cũng rang sơ chút tỏi, chút ớt, chút sả cho nó hơi vàng vàng ha. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước thôi, khoảng tầm nửa vơi một bát nước là đủ nha mọi người. Thì như trong video ốc cà na rang muối hồi đó mình đã từng giới thiệu, thì tuyệt chiêu để làm những cái món rang muối như thế này đó là muối nhuyễn. Muối nhuyễn thì khá là cay và dễ bị sộc mùi nên mọi người nhớ là cho tầm khoảng 2 muỗng cà phê muối nhuyễn thôi nha.
Để mà trung hòa gia vị thì chúng ta nhớ là không quên thêm 2 muỗng cà phê đường nữa nhé. Sau khi đảo qua đảo lại cho gia vị đều thì chúng ta có thể nêm thêm một chút hạt nêm rồi đổ ốc vào để đảo là vừa rồi mọi người ạ. Dùng đầu đũa chấm nhẹ xem vừa chưa. Nếu chưa thì chúng ta có thể gia giảm thêm bằng một chút nước mắm nha. Mình thường gia giảm vị mặn của các món ốc bằng nước mắm là chính vì nó thanh, và mình cảm thấy là khi mình gia giảm nước mắm sẽ phù hợp và cũng đậm đà vị hơn. Còn nếu ở món này chúng ta gia giảm thêm bằng một chút muối nhuyễn thì mình nghĩ là nó sẽ cay quá mấy bạn ạ, nó bị sọc với mùi muối nhuyễn nhiều. Ốc mình thiếu rau răm thì là một thiếu sót lớn nha. Nhớ là chúng ta gọt thêm một chút rau răm, bỏ vào xào sơ qua nhẹ rồi bắt vào bếp là vừa ha mọi người. Tăng tăng, và đây là thành quả của mình. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và nhấn subscribe kênh của mình nữa nha, để mình có động lực làm thêm video mới hay hơn. Rất cảm ơn những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mãi yêu.